những cục đá các anh cuộn 46 các bạn ạ. Sau khi được rửa thì anh em sẽ bỏ vào là những bức tường như này các bạn ạ. Đây là bức tường thi công bằng đá xanh loại 46. Anh em ở Sản Thái Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.